Rồi, hướng dẫn mấy em làm cái đề của giữa học kỳ 2 năm 2023 ha. Khoảng lớp 10, thời gian này có 60 phút của trường Nguyễn Tất Thành ở quận 6. Để lấy ngay cái đề gốc để họ mình copy cái khung nào nó liên quan đó. Mình làm luôn cho nó dễ nó tiện ha. Đấy. Được chưa? Đấy, chúng ta có cái đề bài, cái đề bộ. Để chia sẻ luôn. Đề bài. Rồi, ta làm ha. Này là nó chỉ cho tự luận thôi. Chỉ có Trần Phú mấy trường chuyên thì nó còn cho trắc nghiệm, chứ còn mấy trường thường mấy em là tự luận hết. Chung là cái kiến thức mà để đề tự luận nó vẫn thấp hơn trắc nghiệm nhiều nhé. Nó không bằng được trắc nghiệm. Trắc nghiệm gì chứ cái kiến thức nó rộng lắm. Chiều nay là chúng ta sẽ giải đề chuyên đó. Chuyên lý thuyết Quảng Ngãi. Rồi. Giải bất phương trình sao? Thì bây giờ cái cách làm của cái bài này thì chúng ta cũng đã rất là quen rồi, đúng chưa? Cái phương pháp làm của nó là mình đã hiểu rồi ha, là mình sẽ không được giải mình sẽ không được giải bằng cái phương pháp gọi là nhanh nha, chúng ta phải giải từ từ chưa. Mình nắm cái khung này là để mình giải rồi nha. Ta có là cái tam thức, để cái tam thức này rồi có đen ta phải dùng được lên đa phẩy nha, là này là b mình chia 2 lớp 9 biết lên đa phẩy hay gì, b bình trừ ac đó là nó bằng là 25 dương, nên fx nó có hai nghiệm đúng không, nghiệm là bao nhiêu mình bấm máy ra thôi, cái này phải bấm máy ra mới biết nữa. Có 922 3 trừ 2 trừ 8 ra 2 với trừ 4 phần 3 4 phần 3 rồi, cho nên chúng ta hiểu nè. Mặt khác làm giống sách giáo khoa luôn, hiểu không? Cái sách giáo khoa trình sau là làm làm gì, a nó bằng 3 dương nên đã có bảng xếp dấu, là cái cách này là làm theo cái cách của cái quyển kết nối là thông dụng, còn cái sách chương trình nhân tạo thì nó làm theo cái kiểu parabol, cái nào cũng đúng chứ bạn, có sai nha bạn, đừng mấy bạn đừng có lên trường, các bạn đừng có sợ thì cô là phải làm cách này cách kia, không mình cứ làm cách nào cũng được, mình hiểu là mình làm, còn thầy cô hỏi làm sao thì nói em đọc sách em biết thôi, đâu có sao đâu. Rồi làm tránh trong sách ai dám nói chấm mình sai đúng không, trong trái dấu ra a là dương, là trong trừ ngoài cộng đúng luôn ha. Rồi vậy chúng ta sẽ kết luận cái dấu mình là dấu dương đúng không, là mình lấy cái hai quên ha, bài tập nghiệm phương trình lấy hai bên là sao, trừ vô cùng cho đến trừ 4 phần 3 không có dấu bằng cho nên lấy kết quả và hai đến cộng vô cùng rồi là hoàn thành xong. Thứ nhất đúng ha, cứ bám sách làm cho thầy, sau này lên 11, 12 cũng vậy luôn, tại vì năm nay 12 là chưa có sách mới đúng không, bây giờ lớp 9 đó, nó đang thống nhất lại những cái bộ sách nó đang chọn lại được các bạn, chứ chưa chưa biết là lấy cái gì, nhưng mà trong đó có sách Chân Trời Sáng Tạo với kết nối với cánh diều luôn, bộ giáo dục đang chọn á, sách 12 thì thầy chưa có nghe nói.
Thì nói chung là mình tới mình 5 năm, năm còn 2 năm nữa ha. Và năm sau là mình vẫn xài sách lớp 11, ba bộ kia cũng bình thường. Mình thầy nghĩ là cũng dạy chân dạy sáng tạo, chân dạy sáng tạo cũng tốt. Ở Hà Nội là nó học được kết nối, một cánh diều về ít, cánh diều là ít nhất. Rồi cái cách giải cái này là mình làm như thế nào? Thì thầy sẽ lấy cái khung để cho mấy em mà dễ tiện theo dõi ha. Đầu tiên là mình ghi là bình phương hai vế là được. Cái chương trình mới giờ nó vậy đó. Phương trình là nó không cho phép mình làm tương đương, còn mấy cái kia thì làm tương đương được, hệ đồ biểu thức rồi tương đương được. Sao nó thay đổi nhiều lắm bạn, nên mình phải cập nhật giống nó nha. Như là trước khi tôi dạy là tôi cũng phải đọc sách để tôi biết cái cách dạy cho nó phù hợp, tránh trường hợp mà mình dạy theo cái cũ là một số cái là không phù hợp. Nó có lý do tại sao mà nó không dùng tương đương nữa bạn. Đặc sách này cũng dựa trên nước ngoài đó, nó biên ra. Tại vì dùng phương trình tương đương á, là nó có những cái bình phương hoặc là những cái mà mình biến đổi á, thì nó sẽ tăng nghiệm lên, cho nên nó hàng hải điều kiện lung tung beng lắm. Cho nên làm gì tiện nhất là để cuối cùng thử lại là nhanh nhất. Đó. Tiết kiệm thời gian cho mình nữa. Chưa? Rồi nói chung cái gì cũng có nguyên nhân người ta mới soạn như vậy ha. Không phải tự nhiên mà còn đâu. Rồi. Hai chia trừ 11 phần 2. Rồi, ra. Tức là mình dùng cái từ là thử lại. Thử lại đúng không? Cái cách thử là như nào mình, tức là mình hai căn này đúng không? Thì chắc chắn là em phải dùng máy tính để thử thôi, chứ không có thử bằng tay được nha. Là mình lấy nè, mình nhập vô máy tính. Căn 3x bình trừ 4x cộng 5. À, mình chuyển cái đó qua hình dấu trừ luôn cho thầy để cho nó bằng không là đúng. 5x bình đúng không, cộng 3x trừ 17. Và mình dùng phím con mình nhập vô hai số, số nào ra không là đúng. 2 bằng đúng bằng trừ 11 phần 2. À không, đúng luôn. À, bài này may mắn nha, hai số đều thỏa mãn. Ta thấy bỏ chữ chỉ này đi nha, ta thấy x bằng 0, x bằng 1 và x bằng, ta thấy x bằng 1 và x bằng 2 nè, đúng không? X bằng này thỏa mãn luôn. À. Rồi. X bằng 2 hoặc x bằng 11 đều thỏa mãn. À, và mình sửa cấu trúc nó lại thôi. Cái này nó dùng cái từ ta chỉ thấy thì chỉ có một cái thôi. Thì bây giờ nó hai nghiệm thì mình phải thay đổi lại cái lời nói của mình, chứ mình bắt chước kiểu đó là chết luôn. Thấy không? Các bạn đừng có học cái kiểu giống như con vẹt nha, chỉ biết nói theo cái kiểu quán tính là chết. Rồi, chúng ta phải hiểu. Ở đây cũng vậy nha. À, cấu trúc nó cũng còn đúng không, mình cũng bình phương hai vế. Thì hai cái sách trang trời sáng tạo hay là kết nối đều sử dụng phương pháp này hả? À, tức là đều phải bình phương hai vế lên chứ không có dùng tương đương gì trơn nha. Có nhiều giáo viên người ta sử dụng công thức nghiệm bạn. À, tức là bạn hiểu không, để b lớn bằng không bình phương là sai nha. Chương trình mới giờ nó không có dạy kiểu đó, trên trường coi chừng mấy giáo viên mắc lỗi đó. Tức là bình phương này lên nè, điều kiện này lớn bằng không nè, tôi nói có chừng trên trường mấy em bị dính, chứ không phải ai cũng cũng đọc sách cho kỹ để dạy đâu. Hồi xưa là dạy khác, hồi xưa cách dạy nó là khác, còn bây giờ nó là khác. Ở đây bình phương lên 25 trừ 2 nhân 5 là 10, 10 nhân 12 là 120, 12 bình là 144. Rồi mình sẽ chuyển về một vế, thường chuyển về với trái, có người chuyển về với phải cũng đúng, chuyển về với trái cho nó thật.
nó thông dụng nha, trừ x bình nè, trừ 25 x bình là trừ 26 x bình, cộng 103x cộng 120 là 123x, 4 trừ cho 144 là trừ 140. Và cái này thì lớp 9 mình giải được rồi, cho nên giờ lên cấp 3 nó chỉ cho mình là bấm máy thôi, không có giải delta nữa nha. Vô nghiệm à, hiểu không? Tức là khi mình giải ra vô nghiệm mình sao? Nên là cái bài này hay à, để coi lại coi có bị lỗi không nha, coi cái đề gốc lại coi. Tại vì khi cái vô nghiệm thì thầy phải phải coi lại. Nhiều khi 4 cộng 3x trừ x bình. 4 cộng 3x trừ x bình bằng 5x trừ 12. Rồi, ok đúng ha. 4 cộng 3x trừ x bình bằng 5x trừ 12. 4 cộng 3x trừ bình 5x trừ 12. Rồi, bình phương lên 5 bình là 25 luôn nè. Rồi, 2 nhân 5 10, 10 nhân 112 là 120 đúng. 12 bình là 144 đúng rồi. Chuyển qua trừ 25 cộng 120 trừ 144. Trừ 26x bình cộng 123, 4 trừ 144 là trừ 140. Tóm lại cái nữa coi. Trừ 26 120 trừ 140. Rồi vô nghiệm, tức là mình hiểu làm sao. Cái này khi mà mình giải ra vô nghiệm thì mình sẽ ghi lại vô nghiệm chứ không có giải, nhưng mà phải giải thích. Vì khi mà một bài toán nó vô nghiệm, mấy bạn nên ghi vì delta. Còn bài toán mà không vô nghiệm thì thôi, dùng delta phẩy đi ha. Còn B phẩy bình nó trừ AC á. B phẩy bình là 60 bình trừ 26 nè. A nè. C là trừ 140. Còn không vô nghiệm thì mình bấm máy bình thường. Thường cái vô nghiệm người ta sẽ làm giống như thầy nói vậy đó, là phải giải thích. Còn không vô nghiệm thì bấm máy bình thường. 3 dấu trừ là dấu trừ đúng không? 26 nhân 240 là trừ 40 âm. Rồi xong. Nếu mà vô nghiệm thì mình kết luận vậy, phương trình vô nghiệm. À, cái chương trình mới bây giờ nó không có ghi cái tập nghiệm giống như lớp 8 chữ S à. Đây nè, các bạn sẽ coi trong cái sách đang là bằng kết luận cho nó giống như cái sách thôi. Hiểu không? Mình làm cái gì mình cũng phải bám sách để mình quen dần với cái cách của nó. À, tức là các bạn sẽ coi cái cách chứng minh của nó, cách làm của nó, được chưa? Đâu rồi, đây. Phương trình đúng không? Rồi, phương trình có nghiệm là cái này, sách này thì nó cũng không có nói. À, đa phần là nó cho có nghiệm không à, đúng không? À, nó chưa, mình chưa thấy cái câu mà nó vô nghiệm. Rồi, tính chiếu cho mấy em xem. Mà ở đây nó không có cho vô nghiệm mọi người. À, rồi nó không cho vô nghiệm. Thì bình thường á, đâu có gì đâu. Mình kết luận bình thường thôi. Ý là thầy tính kiếm cho em xem đó. Mà đây nó giải ra có nghiệm không? Không hát câu nào là nó nói vô nghiệm hết. Được chưa? Rồi. Hiểu ha? Rồi. Tức là mình sẽ kết luận, không có kết luận bằng cái kiểu SS nha. Ổng nha. À, mình nói là phải phương trình vô nghiệm. À. À, xong. Chúng ta hoàn thành xong câu 2 chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 3. Làm câu này là cho dấu chấm lên cho nó nổi bật cái bài toán lên.
bạn trên trường hỏi chấm cũng được, không sao, thầy chấm cũng không sao. Rồi, tiếp theo. Trong mặt phẳng OSI cho tam giác ABC có 3 điểm đường KH, trung tuyến AM. Thì những cái bài này mấy bạn phải hình ra. Dựa vào cái hình mình mới làm được. Càng làm nhiều đề thì tỷ lệ mấy bạn kiểm tra nó càng cao điểm. Tại vì khi mà mình nhiều khi mình thi học kỳ 1 rồi đúng không? Mình nhìn nhận lại là mình học các môn của thầy thì mình thấy là sao? 10 điểm là chuyện bình thường, không có cái nào mà không 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 làm được. Không có cái gì mà khó, chỉ có khó cái là sao? Mình không nhớ. Em công nhận điều đó không? Tức là trong cái những cái đề nó ra nó không có cái gì mà lạ lắm, nó quen lắm. Nhưng mà điều đó là mình không nhớ nổi, nhiều quá không nhớ nổi. Tức là ba môn mình ôn không không sể không? Đấy. Cho nên mình không làm được là do là một phần là do mình không nhớ thôi, chứ không phải là mình không biết. Tức là cái câu đó không phải là mình không biết, biết nhưng mà quên. Cho nên học nghiêm túc là mình lấy được 10 điểm chắc nha. Tại vì mấy em không phải là học mấy cái trường gọi là một chuyên, cho nên trường mình cũng là tương đối cũng bình thường thôi, cho nên khả năng là học cái chương trình thầy dạy như vậy là dư địa dư sức là để đạt được 10 điểm. Rồi nó cho mình đường cao BH. Nó vẽ hình giống như lớp 9 vậy, vẽ kỳ càng ra đúng không? Nó lên lớp 12 cũng vậy luôn, mình học là nghiêm túc, nghe là thầy học nghiêm túc đi. Bạn thì cầm một cái đề thi là bạn làm 9 điểm được đó, đảm bảo bạn luôn. 9 điểm được thôi nha, chứ không thể được 10 nha, tôi không dám chắc là 10 đâu. Nhưng một điều là 9 điểm là tôi dư sức để làm cho bạn được từ 9 trở lên thôi. Chứ còn 10 là không, không ai khẳng định được 10. Đường trung tuyến em. Nói chung là tôi thi quốc gia dễ nhì. Mấy bạn biết cái đề quốc gia nó không có dễ đâu nha, thì kỳ thi quốc gia cũng mới tổ chức đó. Các bạn thử, bạn nhìn thử cái đề quốc gia đi, bạn biết nó kinh khủng lắm, không có dễ đâu. Nhưng mà tôi đạt được dễ nhì thì các bạn biết tôi từng treo bằng khen là bạn biết rồi ha, là người tầm thường không phải dễ để làm được cái đề đó đâu nha. Thì cái chương trình đó nó không có dùng cho phổ thông bạn, đa phần nó dùng cho thi toán quốc tế thôi. Tức là lọc ra những học sinh để thi, tức là bạn hiểu không, cái giải nhất của cái đó là với giải nhì giải ba rồi đó, mấy cái giải nhất là nó sẽ tuyển thẳng vào những cái đại học top đầu. Nhưng mà cái thời của tôi là không có, sau này nó mới tuyển. Cho nên năm nay học sinh mà đăng ký thi xin chỗ quốc gia rất nhiều luôn, tăng gấp mà tăng rất là nhiều luôn á. Các bạn coi thông tin bạn biết à, là nó sẽ, nếu mà nó ráng cố gắng nó thi được nhất nhì ba là nó tuyển thẳng vào đại học. Ví dụ nhất thì nó sẽ tuyển vào những cái đại học top đầu, nhì nó tuyển vào những cái đại học top 2, ba cũng vậy ha. Nên năm nay là cái lượng học sinh đăng ký kinh khủng lắm. Còn nếu mình không xác định đi theo hướng đó thì mình phải ráng học tốt để mình thi đại học thôi. Mình không phải là dân chuyên thì mình khỏi thi ha. Rồi tính chu vi khỏi cần xét tuyển chứ. Nhiều khi trường các bạn nó cũng không tổ chức thi nữa, các bạn cũng không cơ hội rồi thi. Rồi, AB nha, mình lấy B trừ A. Là lấy không. Mình sẽ tính chu vi là tổng ba cạnh, bạn biết là hai công thức tính độ dài là biết rồi. 0 trừ 3 là trừ 3 bình phương. 4 trừ 0 bình phương. Đây là bằng gì? Trừ 3 bình là 9 với 16 là 25, căn là 5. Chưa? Rồi AC. Lấy C trừ A, 1 trừ 3 là trừ 2 bình phương. 3 trừ 0 là 3 bình phương. Đây là căn 4 với 9 là 13. Rồi BC. Lấy C trừ B, 1 trừ 0 là 1 bình phương.
3 trừ 4 là trừ 1 bình phương là 2 căn 2. Đó. Được chưa? Chu vi tam giác ABC. Chu vi là tổng ba cạnh. À, mình biết cái này là đúng không? À, thường được hiểu là chữ C. AB cộng cho AC cộng BC. 5 cộng căn 13 cộng căn 2. Qua. À, là 3004 13. 3004 13. Rồi, để. Nào. Kiểm tra kỹ để nhiều khi sai là sai hết, không hiểu không? Làm cái gì phải cẩn thận ở đó. Kiểm lại AB lần nữa nha. Trừ 3 4 đúng rồi, AC. Trừ 2 3 đúng rồi. 1 trừ 1 ok. Rồi, chúng ta đi vào câu B. Cái khóa mấy em thầy dạy là thích nhất là, tại vì bạn biết tại sao thích không? Bạn chưa hiểu luôn, và đề nó có sẵn hết rồi, năm rồi nó thi hết trơn rồi, đề nhiều mình làm tới năm theo 11 cũng có đóng. Tức là nó đã thi qua một năm mình thấy nhất là nhiều đề làm. Còn như năm nay cái lớp 11 mới là khổ nè. Chưa có đề các bạn, tức là làm là chỉ bám sách giáo khoa, sách bài tập làm thôi. Có đề đâu mà làm. Hiểu không? Nghĩ ra thì cũng được đó. Nhưng mà lấy mấy cái đề của mấy cái chương trình cũ vẫn được. Nhưng mà nó cũng không có hay lắm các bạn. Tức là người ta sẽ dựa vào người ta vẫn thích cái đề mới thôi, chứ người ta cũng không thích cái đề cũ lắm. Cho nên cái khóa của em là cái khóa là ok nhất, tôi thấy là dễ chịu nhất đó, dễ làm nhất, dễ học. Mấy em cũng dễ học mà thầy cô cũng dễ làm, dễ dạy nữa. Rồi nó kêu mình làm gì? Viết phương trình tham số đường thẳng AB. Tham số là mình học cái cách viết phương trình tham số là cần một vectơ chỉ phương và một điểm đi qua. Rồi viết phương trình tổng quát của BH. Rồi viết phương trình tổng quát của AM. Rồi thì cái này cũng dễ thôi, không khó ha. Nhìn chung thì cũng không khó. Thì một cái phương trình tham số thì nó sẽ cần cái gì, đúng chưa? Để nó cần một vectơ chỉ phương nè, đó phương trình tham số nè. Đây. Tức là nó cần một điểm đi qua và một vectơ chỉ phương. Mình thấy là cái điểm đi qua là em là x0, x0 nè. Nó có phương trình là x0, x0. Và vectơ chỉ phương là u. U tức là cái vectơ song song với vectơ đó. Là trùng trên đó cũng được luôn. Đó, thì cái phương trình này người ta gọi là phương trình tham số nè. Hiểu không? Đấy. Đó, mình học tới đâu là mình làm tới đó. Để mình hiểu ha. Đây. Là cái phương trình tham số là cái đường thẳng delta nè. Thì nó sẽ đi qua điểm M, x0, x0. Thì đây nó có x0, x0 nè. Và T là cái số phải có. U1, U2 là vectơ chỉ phương. Mình hiểu ha, vectơ chỉ phương là vectơ song song với cái đường thẳng hoặc trùng cái đường thẳng đó. Thì trong cái đường thẳng AB này nè, mình thấy không? Mình lấy cái điểm đi qua là A hoặc là B là do mình thích thôi. Lấy A đi, B cũng được, cái nào cũng được, tại vì cái điểm này có tọa độ. Rồi cái vectơ chỉ phương là song song hoặc trùng, mà trong trường hợp là mình lấy trùng đó là vectơ AB luôn. Hiểu không? À, vậy mình sẽ nói nè. À, tôi gọi là đường thẳng delta. À, xin lỗi, đường thẳng này là đường thẳng AB nha. Đi qua điểm, mình thích điểm A hay điểm B, điểm A đi ha. A hay B gì cũng được nha. Cho nên cái phương trình tham số này nó sẽ có nhiều cách ghi khác nhau. Cho nên mấy bạn sẽ không bao giờ thường cái phương trình tổng quát là nó chỉ có một cách ghi thôi. Nhưng mà phương trình tham số này có nhiều cách ghi lắm. Thậm chí là vô số cách ghi luôn. À, cho nên nhiều khi mình thấy nó khác ngay nhau đáp án là do mình chọn á, chứ thật ra nó trùng với nhau, nhưng mà mình chiếu lên tọa độ là nó trùng với nhau, nhưng mà do là mình biểu diễn nó khác nhau thôi. Mình hiểu ha, do cái cách ghi của mình nó khác nhau. Ví dụ có người ghi là 3/2 hay là 1/5 là bạn thấy khác liền đúng không? Đó, hoặc là ghi 1/1/2 là khác đúng không? Ví dụ do cách ghi này, ví dụ cái số thì nói ví dụ số 5/2 đi, có người ghi 2/5, có người thì ghi là 2/1/2. Vậy là ba cái số này là đều giống nhau hết. Tại vì sao? Kết quả giống nhau nhưng mà cái cách ghi là khác nhau thôi. Hiểu không? À, thì cái này nó cũng vậy, nó giống vậy đó, nó chỉ ghi khác nhau thôi. Cho hít đi qua A thì đi qua B là cái cách ghi nó đã khác rồi. Nhưng mà cái bản chất của nó là khi mình đưa lên cái đồ thị là giống nhau nha. Rồi, có vector chỉ phương.
U U à. Mình phải đặt cái chữ U rồi mình mới cho nó bằng cái vector AB hoặc là vector BA, đó là do mình chọn thôi chưa. Mình lấy vector song song trùng, mình lấy sao miễn thỏa mãn cái vector song song và trùng là được, để dùng là B AB à, lấy B trừ A 0 trừ 3, 0 trừ 3 là trừ 3 đúng không? Rồi, 0 trừ 3 là trừ 3, lấy 4 trừ 0 là 4. Rồi, mình suy ra phương trình tham số. À, mình hiểu công thức ha. X bằng x0. X0 của mình là điểm A, đó. XA đó là 3 đó. Cộng cho TU. Đúng không? T của mình là trừ 3. Thì ta ghi là trừ 3T. Trong cái phương trình mình nó ghi chữ T trước. Nhưng mà ở đây không ai ghi chữ T trước nha. Không ai ghi cái chữ cái kiểu này với các bạn. Ghi kiểu này là nó kỳ lắm. Không phù hợp nha. Bạn phải ghi ngược lại là trừ 3T. Là người ta hiểu hết à. Rồi Y. Thì Y0 là 0. 0 cũng không ai ghi 0. Nhưng các bạn không ai để số 0 gì chứ. Bỏ. Cộng cho BT. TU2 tức là 4T. Rồi bỏ chữ chéo cộng luôn. Ghi vậy là được rồi. Chứ không cần phải thay vô rồi tương đương nữa mất công tốn thời gian, người ta cho phép mấy bạn nhưng mấy bạn phải ghi là T thuộc AR nhé, anh thấy không, đó là T thuộc AR, thiếu cái này trừ điểm đó. Rồi là chúng ta đã hoàn thành được cái đường thẳng AB nha, tham số. Rồi phương nó là phương trình tổng quát, rồi hôm trước mình học à, phương trình tổng quát của đường thẳng BH tức là nó phải đi qua một điểm và nó có vector pháp tuyến, mình dùng vector pháp tuyến nó trước để mình lau ra được AB nè, hiểu không? Đấy, cái phương trình tổng quát nè, đó, có dạng là AX cộng B cộng C, AB không đồng hề bằng không, thì cái vector pháp tuyến của mình là AB nè, thấy chưa? Đó. Thầy sẽ để cho em để em hiểu đó, à, tức là làm tới đâu thì lý thuyết thầy ấp tới đó, chứ còn cách này là hiệu quả nhất đó bạn, thấy không? Rồi mình sẽ tìm ra vector pháp tuyến trước. Rồi mình ra AB cái mình dùng cái điểm thuộc á, điểm B thuộc vô BH là ra, hiểu ha? Và vector pháp tuyến là cái vector vuông góc với nó. Thì mình chọn vector vuông góc với BH đó là AC đó. Được chưa? À, thì ta có nè. BH là đường cao, đúng không? À, BH. Đó nó cho là BH là đường cao của tam giác ABC. Nên ghi gì? À. Rồi, vậy mình sẽ suy ra là BH nó sẽ vuông góc với AC. Cho nên suy ra tức là ở đây mình suy ra là đường thẳng BH có vector pháp tuyến là N nhé. Mình hiểu nha. N vector pháp tuyến hiệu n, mà vector n này nó sẽ bằng cái vector ac hoặc là ca, ac đi, mình lấy c trừ a 1 trừ 3 ra trừ 2 rồi 4, 3 trừ 0 ra 3, thì mình mới suy ra được cái phương trình tổng quát của BH. Có dạng là gì à, mình hiểu không, a x cộng bi cộng c, a là có rồi nè là hai trừ hai, b là 3 cộng c, rồi sau đó mình dùng cái gì, sử dụng cái điểm b nó thuộc à. B của mình là 0,4 thuộc vô bh, mình suy ra x thay bằng 0, y thay bằng 4, trừ 2 nhân 0 cộng 3 nhân 4 cộng C. Rồi mình được dùng tương đương C đây. Mình sẽ là chuyển qua là trừ 12. Rồi, vậy mình kết luận ha. Vậy phương trình tổng quát đó, của đường thẳng BH. Phương trình tổng quát của đường thẳng BH.
Rồi, chữ 12 bằng 0. Coi là chúng ta hoàn thành được câu B ha. Rồi, chúng ta đi vào câu C. Rồi, tức là chúng ta tìm được hai đường thẳng rồi đúng không? Bây giờ câu C là như thế nào? Tìm tọa độ điểm K trên đường thẳng BC sao cho gì khoảng cách AK ngắn nhất. Khoảng cách AK ngắn nhất, tìm điểm K trên đường thẳng BC AK ngắn nhất thì mình hiểu là sao? Tức là cái đoạn vuông góc. Hiểu không? Đây nè. AK là ngắn nhất thì khoảng cách nó chính là cái đoạn vuông góc. Mình hiểu ha, AK ngắn nhất thì mình phải hiểu đây là AK là cái đoạn vuông góc là ngắn nhất. Được chưa? Thì cái bài này làm sao tìm được điểm K? Đúng không? K là một cái điểm trên BC. Mà AK ngắn nhất thì mình phải hiểu là đoạn vuông góc là đoạn ngắn nhất. Trong mình học trong lớp 7 mình biết rồi. Trong tất cả các đường hạ từ một điểm đến đường thẳng á, thì đường vuông góc là đoạn ngắn nhất, còn các đường kia gọi là đường xiên. Ví dụ cái cạnh AB hoặc là AM hoặc là AC thì gọi là đường xiên. Vậy mình sẽ tìm điểm K này thì AK là ngắn nhất. Đúng không? Là cái đoạn vuông góc. Đúng không? Thì để tìm điểm K này thì mấy bạn phải dùng hai điều kiện mới tìm được. Thứ nhất là BKC nè. Nó thẳng hàng. Được chưa? Cái thứ hai đó là AH, AK là nó vuông góc với BC. Là được một cái nữa. Rồi, sau đó mình giải ra là xong. Đúng không? Đó. Thì nói chung cái câu này nó hơi phức tạp hơn mấy câu kia. Là mình phải làm qua nhiều bước. Hiểu không? Rồi, mình sẽ gọi K. Đó là XK. YK. YK. Có tọa độ. Rồi. Vì khoảng cách, nó kêu là khoảng cách từ A, khoảng cách AK, tức là từ A đến đường thẳng BC ngắn nhất, nên AK sẽ vuông góc với BC tại K. Hiểu ha? Đó, không lập luận câu này là không được nha. Đấy. Rồi, vì chúng ta sẽ làm cái thẳng hàng trước hoặc là cái vuông góc trước là do mình muốn thôi. Mấy bạn thích làm vuông góc cũng được, mấy bạn thích làm thẳng hàng cũng được, thì làm vuông góc trước đi ha. Hiểu không? Thì làm vuông góc trước đi, thì ta có là AK nè, dùng vuông góc là hai vectơ nhân nhau bằng không đó. Thì một biết rồi ha, nhưng mà cái tọa độ thì mình chỉ dùng công thức thôi, xk trừ 3 yk trừ cho xia là không, đúng không? Còn vectơ BC tính là vectơ BC. BC thì ở đây mình sẽ lấy C trừ B, 1 trừ 0 là 1, 3 trừ 4 là trừ 1. Đúng không? Rồi, mình nói nè. Vì AK vuông góc với BC. Mình suy ra tích hai vectơ nó sẽ bằng là 0. Biết này ha, nhưng mà người ta cứ ghi BC trước đi, ta ghi AK sau đi cho nó đẹp. À, tức là lấy số nhân với xi cho nó dễ hơn là xi nhân với số. Mà hai vectơ nhân nhau mình biết rồi đúng không? Trong lý thuyết là mình học rồi. Đây. Hai vectơ nhân nhau là A nhân B nè, lấy A1 nhân cho B1 cộng A2 nhân cho B2 là công thức. Hiểu không? Rồi. Này mình dùng tương đương. Được chưa? Tại vì hai vectơ nhân nhau nó hai vectơ mà vuông ấy nhân nhau nó bằng không đây nè. Cái này nó nhân luôn rồi nè. Hiểu không? Rồi mình dùng tương đương luôn cũng được luôn. Rồi. Giống sắc luôn. Rồi lấy 1 nhân cho xk trừ 3 cộng cho trừ 1. Đó, nhân cho yk không, rồi xk trừ 3 nhân 1 là bằng chính nó.
trừ y chang. Không, chuyển bế qua để mình họ mình giải cái hệ phương trình ra. À, và số 1. À, mình dùng thẳng hàng thì vectơ BK với BC là cùng phương. Thì mình tính cái BK ra trước. Bây giờ BK BK với BC các bạn tính BC trước hoặc BK trước cũng được, là BK đi. Lấy XK trừ cho XB, XB là 0 khỏi trừ. YK trừ cho YB là trừ cho 4. Rồi vectơ BC mình còn trên này nè, khỏi cần tính. Đúng không? Rồi chúng ta mới dùng cái điều kiện thẳng hàng đó. Thì ta có là BKC thẳng hàng. Cho nên vectơ BK với BC là cùng phương. Đúng không? À, cùng phương. À, điều kiện cùng phương là hôm qua là mình đã làm rồi, đúng chưa? Đây là hai vectơ AB cùng phương. Tức là A2 A1 nè thì nhân cho B2. Tức là đầu này nhân cuối này trừ A2 nhân B1. Đó, đó là cái công thức trong sách giáo khoa. Rồi, ngân hàng nha, mình có thể là dùng cái này cũng được, tương đương luôn cũng được, không sao. Rồi, cùng phương. Cùng phương là mình lấy hàng gì này nè, nhân cuối bên này nha, lấy một nhân YK trừ 4 rồi trừ rồi nhân cuối bên này thì nhân đầu bên kia, đúng không? Đó là công thức trừ 1 nhân YK rồi không tương đương, thì đây có YK thì chuyển vế luôn cho nhanh nha, YK nè cộng YK chuyển qua là trừ 4 và chuyển qua hành cộng 4. À, rồi chúng ta có hệ bấm máy ra bình thường, đúng không? À, từ 1 và 2 ta có hệ phương trình nhập vô máy bấm thôi, xk trừ yk bằng 3, xk cộng yk bằng 4. Rồi bấm máy tính ra nghiệm là xong. Nè. Mod 9 1 2 1. Mod 9 1 2 1 bằng trừ 1 bằng 3 bằng 1 bằng 1 bằng 4 bằng, ra là 7 phần 2 với 1 phần 2 xk 7 phần 2 yk 1 phần 2. Vậy chỉ ra được cái điểm K mình có tọa độ là 7 phần 2. 1 phần 2. Rồi. Là chúng ta hoàn thành được câu C. Hiểu không? Thì đó là kinh nghiệm đó mấy bạn. Các bạn cố gắng làm tích lũy qua. Thấy không? Kỳ 2 cho bằng giải đợt sinh giỏi. Hiểu không? Rồi. Học sinh giỏi là cao hơn đề thi đại học. Mấy bạn không tin cứ hỏi thầy cô mấy em đi. Hỏi thử coi, phải là đề học sinh giỏi luôn luôn là cái câu cao hơn đề thi của đại học, những câu khó của đại học 10 điểm vẫn dễ hơn đề học sinh giỏi ha. Rồi. Ta đi vào câu 4. Nhưng hôm nay mình mới có cơ hội để làm đề học sinh giỏi chứ còn như mà học lớp 11 là đâu có làm được đâu bạn. Có đâu làm. Đâu, nó không có đề học sinh giỏi để làm luôn. Rồi mấy ông thầy ông nghĩ sao nghĩ nổi, cả nước này đang nghĩ cho mình làm chứ mình một mình sao mình nghĩ ra nổi đề đâu mà làm, hiểu không? Khóa mấy em là khóa ok nhất đó. Rồi tiếp nha. Cái này là liên quan đến phép đếm, hiểu không? Nó chưa học, tức là phép đếm với tổ hợp chỉnh hợp phán biện trước đã giảng rồi. Một bộ cờ vua có 16 quân cờ trắng và 16 quân cờ đen. Mình có chơi cờ vua mình biết nha. Rồi, mỗi bên có cờ vua này là chúng ta, Việt Nam chúng ta cũng có một người rất là giỏi ha. Đó là Lê Quang Liêm. Đúng không? Mình nhớ không nhầm là Lê Quang Liêm á. Là chuyện tướng giỏi nhất của Việt Nam á. Rồi, mỗi bên có một quân vua, một quân hậu, hai quân xe,
hai quân mã, hai quân tượng, tám quân tốt, tức là 16 quân, là một quân, một quân, hai quân, hai quân, hai, tám, cộng lại là 16 đó. Rồi bạn nam lấy ra tất cả quân cờ trắng, tất cả quân xe, tất cả quân tốt, hãy đếm số quân nam đã lấy ra. Dễ quá, dùng quy tắc cộng á, có bao nhiêu con đường từ Vĩnh Lộc đến Gò Mây thì mình dùng quy tắc cộng thôi đúng không? Số quân cờ nam đã lấy ra là dùng quy tắc cộng, hiểu không? Tức là mình sẽ lấy gì, lấy đầu tiên là nam là lấy ra tất cả quân cờ trắng là có bao nhiêu cờ trắng đây, 16 đúng không? Bạn này nó lừa nha, rất nhiều học sinh bị nó bẫy nè. Tất cả quân xe, cờ trắng lấy ra rồi, quân xe là chỉ có cổ cái gì thôi, cờ đen thôi, cái của cờ cờ đen thôi, thì xe cờ đen có mấy xe, hai xe, tức là mình lấy, nếu mà lấy bốn xe là coi như là bị sai rồi, tại vì trắng đã lấy rồi đó, là tất cả rồi thì không còn quân cờ trắng để lấy nữa, chỉ lấy cờ đen được thôi. Tất cả quân xe là hai, tất cả quân tốt là chỉ có cờ đen có tám tốt thôi đó, coi chừng bị lừa nha. Rồi cái này là 26 ha. Đó, nó hỏi là hãy đếm số quân lấy ra là 26 quân. Rồi xong, hiểu ha. Rồi đi vào câu B. Câu B thì nó khó hơn. Câu B gì chứ nhiều học sinh làm không được rồi này. Nó bảy đấy. Câu này là cũng nhạt đấy, không phải dễ đâu. Nói chung là nhiều khi mà học tới khi mình đi thi chưa chắc mình làm được câu này. Nhiều bạn là không biết làm câu này luôn. Nó hỏi nè, có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau nha, là không có trùng với nhau được, và từ 100 đến 547. Tất nhiên là không phải liệt kê nha, ngồi mà liệt kê là coi như là xong luôn á. Thì cái bài này nó bằng cách là nó lập luận thôi. Đây mình sẽ gọi thường cái số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thì người ta gọi với cái dạng số là ba chữ số, mà năm lớp 6 mình biết rồi, đó là ký hiệu đại số của số có ba chữ số, đó là ABC. Là số có ba chữ số khác nhau thuộc khoảng này đó. Tất nhiên là có điều kiện đồ này nọ, a đồ khác không đồ đúng không? Đấy rồi, chờ này cái nha. Rồi thì bây giờ bạn hiểu nào, thuộc khoảng 100 tức là nó lớn hơn 100, tức là cái mình hiểu gì nè, cái số ABC này nè nó lớn hơn 100, và nó thuộc là nó phải bé hơn, cái khoảng là không có dấu bằng 547 đúng không? Tức là chúng ta biết rằng để lớn hơn này khác nhau thì A nó phải từ 1 trở đi. Tại vì A đứng đầu là số 1 thì chắc chắn phải luôn luôn lớn hơn trăm, tại vì B, C là khác không mà, khác nhau. Đó, tức là trường hợp 1 nè. Mình hiểu nha. Mình xét từ trường hợp và dùng quy tắc cộng. Rồi cho ví dụ có bao nhiêu con đường tới Gò Mây mình cộng lại. Mình dùng được không? Đấy, thì trường hợp 1 đó là một, ví dụ là một con đường đi đó. Cái kia một con đường nó vân vân, giống như hiểu gì? Đó, trường hợp mình xét là gì? A của mình đúng không? Nó từ 1 cho đến 4 là luôn luôn. Nhớ nha, từ 1 đến 4 là luôn luôn nhỏ hơn, nằm trong khoảng này. Đó, trường hợp 1 đến 4. Tức là A thuộc 1, 2, 3, 4. Thì chắc chắn là cái số ABC có ba chữ số khác nhau luôn luôn lớn hơn trăm và luôn luôn nhỏ hơn 500 mấy. Đúng không? Tại vì số 4 là cùng lắm 400 mấy thôi, không thể được 500. Đó. Thì số cách chọn A, chọn A trước là đấy, hiểu không? Tức ta không lấy số đứng đầu số 0 được nha. Đó, số cái chọn A là 4. Nhưng mà mình hiểu nè, số của mình á là 1 0 nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Thì mình hiểu là A của mình là từ 1 đến 4 là có 4 cách chọn. Đúng không? Ví dụ mình chọn số 1 đến 4 chọn số nào? Tùy em, ví dụ số 2 đi.
À, mình hiểu này, là cái số 2 này là mình xóa rồi. Thì cái số B này á là nó không được lấy trùng số số 2 cho nên thầy mới xóa đi đó. Còn nếu mà không có cái từ khác nhau nha là được lấy trùng, là không có xóa. Thì cái số B này đứng giữa nó có quyền chọn số 0. Đúng không? Số A đứng đầu là không được chọn số 0. Đúng không? Đó, mặc dù là cho lớn hơn trăm á mình cũng hiểu vậy không. Chỉ nó còn là 9 số thôi, trừ số 2 ra. Tại vì từ 0 đến 9 là 10 số. Bỏ số 2 ra, vậy là B nó có 9 cách chọn. Cái này gì chứ khó lắm nha, chứ không dễ đâu nha. Này mấy bạn làm nhiều lắm, mấy bạn mới kỹ năng cao để mỗi đề. Nó mà nó đã ra một cái đề 7 mình mà mình yếu kinh nghiệm là mình không có làm được cái bài này đâu. Rồi, thí dụ chọn một số nữa, thí dụ chọn thì chọn số 5 đi, thí dụ ha, B là 5. Thì C là còn lại 8 số thôi, đúng không? Chị C ra có tất cả có ha à, có bao nhiêu số nhân lại được chưa, ứng với trường hợp một này nè là dùng quy tắc nhân á, 4 nhân 9 nhân 8 giống như đi từ đây đi Gò Mây, Gò Mây Tân Bình, Tân Bình Tân Phú, Tân Phú quận nhất này có bao nhiêu con đường, mình từ đây quận nhất mình nhân lại đó. À. À, lấy nhân lại thôi. Hay đó bạn nha. 4 nhân 9 nhân 8 là 288. Cái này là mình hiểu rồi, 288 số. Cái kia là cái cách chọn nha. Còn cái này là cái số. À, rồi đó là trường hợp 1. Trường hợp 2 là sao? Cái A này nó sẽ bằng 5 thôi chứ bằng 6 không được à. Tại vì 6 nó luôn luôn lớn hơn 500 mấy cho nên A chỉ có buộc phải bằng 5. Và B là sao? A bằng 5, nó nhỏ hơn 547. Tức là cái số hàng chục của nó là số 4. Vì B này sẽ không được lấy số 5, chỉ lấy tới số 4 thôi. Được chưa? Đấy, B này không được lấy tới 5. Chỉ lấy tới 4 rồi, lấy tới 5 là không được. Hiểu không? Đấy. Nhưng mà chỗ này để cho nó luôn luôn thỏa mãn, bạn lấy từ 1 tới 3 cho thầy. Tới 3 thôi là luôn luôn thỏa mãn. Và sao không lấy tới 4? Thì nó có nguyên nhân chứ không phải không có. À, mình sẽ lấy tới 3 thôi. Để chi? Tại vì những cái số này nó luôn luôn 5, 3 thì luôn luôn thỏa mãn vẻ hơn. À, tức là B là 0, 1, 2, 3 thôi. Hiểu chưa? Đấy. Để gì để số đơn đứng đầu là 5, số đứng sau là 0, 1, 2, 3 luôn luôn bé 4 là hỏi mãn, còn cái trường hợp 3 mới là lấy số 4. Cái này là bạn phải đi từ hàng trăm, hàng 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 trăm mà tới hàng chục tới hàng đơn vị, mình phải đi từng lớp gì mới ra đó. Hiểu chưa? A bằng 5 nè, thì có mấy cách chọn A. A bằng 5 thì chỉ có một cách chọn A thôi, số 5 thôi, đúng không? Đấy, làm từ từ cho bạn hiểu đó. Rồi B là nó số 5 rồi. Tức là đây nè. À, hiểu nha. Đây là số 5 mình lấy ra rồi, vậy mình xóa số 5 đi, hiểu không? Rồi, còn B nó là 0 1 2 3 là mình không có trùng với 5. Ví dụ lấy có mấy cái chọn có 4, đúng không? 0 1 2 3 là có 4 số. Ví dụ chọn ra một số trong này, ví dụ chẳng hạn là chọn số 2 đi. Xóa số 2. Được chưa? Rồi thì số cách chọn C à, là nó không bị trùng với mấy số kia. Thì giờ ở đây còn lại mấy số, trừ số 2 số 5 là còn lại 8 số. Vậy là có 8 cách chọn. À, C là có bao nhiêu số? Được chưa? Tức là 1 nhân 4 nhân 8 dùng quy tắc nhân, hiểu không? 1 nhân 4 nhân 8 là bằng 32 số. À, đó chưa? Trường hợp 3 nè. Là mình vẫn xét A bằng 5 mà B mình xét bằng 4. Tại sao không xét nhiều hơn? Tại vì nếu mà số B nó lớn hơn 4, B 0, 1, 2, 3 rồi, còn chỉ B bằng 4 thôi chứ B bằng 5 là không được. Nhưng 5 là sẽ lớn hơn 547. Đó, B bằng 4. Mà C chỗ này là nó sẽ nhỏ hơn 7. Tại vì nếu nó bằng 7 thì có xảy ra chỗ bằng ở chỗ này không được. Tại vì đây là cái khoảng. Cho nên đây C sẽ nhỏ hơn 7. Đó, à, C sẽ nhỏ hơn 7. Rồi thầy ghi C nhỏ hơn 7 chứ thầy không ghi C thuộc nhiêu đâu. Tại vì hồi coi chưa nó bị trùng với cái kia. Nếu bạn ghi C thuộc từ 0 đến 6 là sai đó.
Tại vì này 5 với 4 mà lỡ lấy số 4 5 không được nữa. Cho nên ghi nhỏ 7 là hay nhất. Rồi số cách chọn A nè. A vẫn là 5 thì có một cách chọn. Rồi số cách chọn B nè. B nó là số 4 chỉ có một cách chọn thôi. Nhưng mà thí dụ nè. Số 5 chọn rồi nè. Với số 4 chọn rồi nè. Dục hai số này ra. Đúng chưa? Rồi số cách chọn C. C là bao nhiêu? Nhỏ hơn 7 đúng không? Nhỏ hơn 7 là tới lấy từ đây nhưng mà trừ hai cái số này ra. Đúng không? Chỉ còn là 0, 1, 2, 3, 6 thôi. Số C là số 0 vẫn lấy được. Nhưng mà có một số có bài toán á. Số C, số A đứng đầu là chọn số 0 là sai nha. Trong trường hợp này C chọn số 0 vẫn được. Là 0, 1, 2, 3, 6 là 5 cách chọn. Đúng không? Rồi, vậy suy ra có 1 nhân 1 nhân 5, 5 số. Rồi, mình mới kết luận chung lại nè. Vậy. Nha. Tại dùng quy tắc cộng nó hỏi cái gì trả lời đó nè, có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau trong khoảng này, vậy có tất cả các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thuộc khoảng này là mình lấy cộng lại ba trường hợp còn lại nha, là 288 cộng 32 cộng 5, rồi mình bấm máy ra 288 cộng 32 cộng 5 rồi ra 325 số, rồi là hoàn thành đúng không, rồi đó đó chưa, nó không còn khó nữa đúng không, và khi mình đã làm bài này mình đã trải nghiệm qua rồi thì mình đã có được một cái kinh nghiệm nữa đó, mỗi đề nó đều cung cấp cho mấy bạn một kỹ năng nha, thêm một kỹ năng, càng nhiều kỹ năng thì các bạn càng giỏi. Hãy nhớ hiểu không, học như vậy mình mới ham học, còn học mà cái gì cứ cho giống giống bắt chước làm hoài phá sức học sinh thôi. Rồi câu cuối cùng của đề này. Một viên đá nhỏ rơi từ độ cao 320 mét xuống đất, cái này giống như rơi phương trình rơi tự do được không, chuyển động nhanh dần đều á, giống như bên lý thì nó là lý chứ gì nữa, nhưng mà nó chiếu qua toán. Biết độ cao của viên đá so với mặt đất theo công thức, mình học thức rồi đúng không? Khoảng đường đó là S, S bằng V sơ rô T cộng 1, 2AT bình phương. Nè. Thì chẳng qua cái này là cái độ cao cho nên nó phải cộng thêm 320 vô. Nè. Còn mình tính từ cái kia thì nó mới tính từ không. Rồi trong đó H tính bằng mét, T tính bằng giây. Đơn vị là mét với giây, đây nó cho mét là hợp lý. Ở sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu rơi viên đá còn cách mặt đất không quá 100 mét, không quá là sao? Là bé hơn bằng 100, hiểu không? Giống như là không âm thì nó là sao? Nó bé bằng không. Không quá 100 là nó bé bằng 100. Đó, mình hiểu nha. Tức là không âm đó, xin lỗi, là không âm là lớn bằng không. Còn không dương mới là bé bằng không. Còn dương là lớn không, âm là bé không. Còn cái này là không quá 100. Ví dụ tôi nói là tôi có không quá 100 ngàn. Tức là cái số tiền của tôi bé hơn hoặc bằng 100 ngàn. Chứ không có bé hơn 100 ngàn nha. À, đó. Tức là nếu mình dùng dấu bé hơn là bạn sai đó. Đó, nó nói là độ cao thời gian bao lâu. Tức là mình giải ra T. Mà nó cho mình biết là độ cao không quá 100. Tức là mình giải thích nè. Vì. Được chưa? Là viên đá cách mặt đất không quá 100 mét. Nên tức là H mình hiểu không? H chính là độ cao của nó so với mặt đất đó. Hiểu chưa? Biết độ cao viên đá so với mặt đất là công thức H này. Thì H này nên á, H của mình nó bé hơn hoặc bằng 100. Mình đừng có ghi chữ mét vô nha. Rồi, từ đây mình được dùng phép tương đương. Đúng không? Họ khỏi không? Cái này cái phần này chưa được dùng. Bên hệ mới được dùng. Rồi, mình sẽ cho nó bán bằng trăm. Tại vì cái phần mà liên quan đến cái kiểu này á, là mình giải bắt phương trình này mình vẫn còn không có dùng dấu tương đương, hiểu không? Rồi mình chuyển qua trừ 100 bán bằng không. Rồi mình rút gọn T bình trước nè. Rồi tới T nè.
320 trừ 100 là 220. Đó, đáp án bằng 0. Và tới đây thì người ta cho phép mình giải nháp nha. Rồi mình bấm ra hai nghiệm hết 922 trừ 5. Không cần làm tâm thức bậc hai giống như cái đầu đề ha. Thực tế nó cho mình làm là 2 cộng 4 căn 3 với 2 trừ 4 căn 3. Thì theo như mình làm với nháp mình biết rồi, đúng chưa? 2 cộng 4 căn 3 với 2 trừ 4 căn 3. Đúng không? Rồi, 2 trừ 4 căn 3 nó nhỏ hơn 2 cộng 4 căn 3. Đấy. Rồi, vậy là trong của này là nó trái dấu với A. Vì A mình âm hay dương? A của mình âm, trong của nó là dấu cộng. Đúng không? Đấy, nè, cái này là âm nha. Đấy, trong của nó là dấu 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 cộng. Ngoài nó là dấu trừ. Được chưa? Nhưng mà nó nói rằng là gì? Nó lấy bé hơn bằng không. Đó là nó lấy từ đây tới đây, đúng không? Lấy luôn dấu bằng. À, tức là ở đây t bé hơn hoặc bằng, được chưa, 2 trừ 4 căn 3. Đấy. Hoặc t lớn bằng 2 cộng 4 căn 3. Nhưng mà bạn hiểu làm sao? T thời gian có âm không? Không âm, đúng không? Đó, 2 trừ 4 căn 3 là số âm đó, bạn hiểu không? Nè. À, trừ 4,9 mấy là làm và học có nhận đâu nha, nhưng mà phải lập luận nè. Vì T của mình là thời gian, đúng không? Đó, thì mình cứ đúng ra là phải nói bằng lớn không chứ không bằng không. Nhưng mà có quyền bằng không luôn, tại vì khi T bằng không là ở độ cao là 320 mét. Tức là chưa chưa rơi, hiểu không? Đấy, tức là viên đá chưa rơi. À, vì t lớn bằng không nên hai cái điều kiện này này là chỉ có vì vì t lớn bằng không nên chỉ thấy t lớn bằng 3/2 thỏa mãn, được chưa? À, hiểu không? T lớn bằng 2 cộng 4 căn 3 chắc chắn là lớn hơn không, còn cái kia là nhỏ hơn âm, là nhỏ hơn số âm là không có được, chưa? Rồi. Nó hỏi là sau bao lâu kể từ lúc bắt đầu rơi, tức là cái này nếu mà trả lời theo cái này thì cũng được luôn. À, trả lời theo cái đó đi. Cái này nó không chưa làm tròn các bạn. Không làm tròn mà mình làm tròn thì cũng kỳ quá. Tức là nếu mình nói là 8,9 mấy thì nó làm tròn, đề này nó không nói làm đúng theo chuẩn nó luôn. Vậy sao thời gian 2 cộng 4 căn 3 giây. À, cái này nên để trong ngoặc đi. Rồi. 2 cộng 4 căn 3 giây. À, kể từ lúc bắt đầu rơi thì viên đá còn cách mặt đất không quá cho mẹ. Đó. Là hoàn thành đề này. Được không? À, bạn thấy cũng hay đúng không? Đấy.